Ngày hôm nay 19 tháng 4, đại diện Ủy ban nhân dân xã Nam Rong, huyện Cư Rút, Đắk Nông xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra việc hai bé gái ăn nhầm phải bà chó và khiến cho một cháu đã tử vong. Sau khi xác minh, lực lượng công an xã Nam Rong bước đầu nhận định cả hai bé đã ăn phải bà chó hình dáng giống như là cây gạo mút. Theo thông tin ban đầu vào 6 giờ sáng nay ngày 19 tháng 4, bé La Thu N, 4 tuổi và Phạm Lê Anh T, 4 tuổi, cùng ngụ xã Nam Rong chơi đùa ở ngoài sân. Trong lúc nô đùa, hai em nhỏ phát hiện có một vật nhỏ hình thù giống cây kẹo mút nên đã nhặt lên chia nhau ăn. Chỉ vài phút sau, các cháu lên cơn co giật khó thở, nằm lăn vật giữa đất và được người nhà phát hiện để đi cấp cứu. Tuy nhiên, do độc tố quá nặng nên cháu N đã tử vong và cháu T đang được cấp cứu khẩn cấp. Hiện đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tích cực. Được biết, các hai gia đình cháu bé gặp nạn đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Và hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ các đối tượng đi ném bà chó gây nên vụ tai nạn thương tâm này. Trước đó vào tháng 11 năm 2014, cũng tại huyện này, từng xảy ra trường hợp bé trai 2 tuổi tử vong do ăn nhầm bà chó có hình kẹo mút của trộm chó ném trước nhà.